Bất ngờ gặp chú cá được độ ba chân chống cực ngầu khiến dân tình thích thú. Đoạn clip thú vị khi vô tình ghi lại được khoảnh khắc chú cá độc lạ. Thay vì chỉ có vây như cá thông thường, thì chú cá này còn như được độ thêm cả ba chân, gồm hai chân được nối với hai vây phía trước và một chân nối với vây phía đuôi. Khi bơi thì chú cá dùng đuôi vẫy qua vẫy lại, chân sau thì co lên, khi nào bơi mệt hạ ba chân xuống để nghỉ. Nhiều người tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được gặp chú cá độc lạ này. Nhiều bạn còn hài hước: anh cá bơi mà quên gạt chân chống lên kia. May mà chú cá bơi chứ mà bước đi bộ bằng ba chân kia thì tôi nghĩ tắm biển luôn. Cá này chắc ở dưới nước thì bơi, còn lên cạn chạy bộ đây. Nhiều này lúc ngủ là không sợ bị rắn rết hay kiến bò lên người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.